dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi giống lạc hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạc vào xứ soi hào hùng.
Thank you.
Thank you.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc duy tế tư quý mạo nhiên chính nguyện nhị tư liên Việt Nam cũng Hà Nội thành Đan Phượng huyện Thọ Xuân xa thống nhất thôn đằng sau cứu thô trại trưởng xóm ban thường trực cùng đồng dân trong xóm đằng sau ngoài kính cần quỳ tâu trước quan bản tổ thần kỳ chủ tế Lê Văn Chiêu cung di người hôm nay trong đồng vang lên xóm thôn bút ngàn linh khí toàn dân xóm xấu ngoài dù quan bản thổ thần kỳ rộn ra tiếng chiêng tương bừng cờ xí bừng lên nhật nguyệt mây xanh hàng trắng bát ngát thiên trường rực rỡ xóm thôn cờ đỏ sao vàng thánh thang thánh địa hồ luận dòng bay xóm đặc sau ngoại đồng tâm chi hướng từ đầu thôn cho đến cuối thôn cùng nhìn lại 4.000 năm thế kỷ điểm chúng ta sừng sững công cha nước riêng trong ngọt ngào nghĩa mẹ nhớ tổ xưa xóm cháu ngoại thường hay lầy lội nhân dân ta vất vả chấm đường thế kỷ 21 nay cờ giải phóng xua tan bóng tôi danh Bác Hồ vang dậy đông tây khắp toàn cầu hết nạn thực dân mộng đế quốc tan thành mây khói thế mới biết nước giàu không chỉ cuốn nước sống mạnh còn nhờ đạo lý coi điếm cổ xóm làng là linh thiêng lấy độc lập tự do là quý chúng con nay 154 hộ dân trong xóm nhớ lại tổ tiên toàn dân xóm tìm về cội dễ bốn phương lam bóng tây đông trăm họ gái trai già trẻ hân hoan buôn giọng trùng phùng kính cẩn một châu đại đế xin quan bản thổ thần kỳ linh thiêng giúp chúng con ngàn đời chỉ vẽ nay gặp buổi đảng ta đổi mới tư duy dân ta mở mang kinh tế dù gian nan chưa hết đói nghèo dù xã hội vẫn còn lạ tệ
đường lên giàu mạnh đã thanh thang, nghèo đến văn minh thêm mới mẻ. Chúng con xin cúi nguyện 154 hộ trong xóm yêu thương nhau như ruột thịt chan hòa, một xóm trong nhà gắn bó mái keo sơn chặt chẽ, xây dựng xóm làng đẹp lẽ khang trang. Bác Hồ dạy hoàn thành nhiệm vụ vượt khó khăn thắng mọi quân thù. Bác Hồ dân uy vũ coi thường, chớ ai nghèo nàn không tham phú quý. Hết già vì dân ngại chi gian khó, giữ muôn đời làng xóm tinh hoa. Cùng duy tình quan bản tổ thần kỳ thượng hương. Thank you.
Oh,
ấm phước về, ấm phước về. Thank you.
chặt tay, tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Chạy trong tim mình nói giống lạc hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy, hình bóng mẹ già đứng đợi con vào xứ sai hào hùng. Chào đón đến tất cả những khách quý, các đồng chí trong ban lãnh đạo và bà con nhân dân chúng tôi địa phương đã trở về đây để chung vui tham dự lễ kỷ niệm 15 chứng tư lễ biến cổ và khánh thành xây dựng giếng sóng Đà Càng sáu loại cho này hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép em xin linh nghiệm và thay mặt cho ban tổ chức xin gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi rất thân mến, ngày hôm nay một ngày rất đặc biệt của quê hương sáu mang Đạt sáu ngoại trong ngày hôm nay, đó là kỷ niệm 10 năm trùng tu ngôi đứng cổ và khánh thành xây dựng giếng xóm Đạt sáu ngoại trong ngày hôm nay. Được nhận sự nhất trí của chính quyền địa phương cũng con nhân dân quý khách thập phương, chúng ta đã chung tay để xây dựng những báu vật thật là quý của dân làng từ thời xa xưa các cụ đã để lại. Và ngày hôm nay với một chiếc giếng cổ đã được khánh thành trọn vẹn 100% để chào mừng với công sức của bà con cũng như của các bác trong ban lãnh đạo trong ngày hôm nay, thì tất cả anh em nghệ sĩ cũng đã được trở về để chung vui ăn để các tiếng hát chúc mừng cho công nhân nhà mình ngày càng được giàu mới đổ mạnh và thành công. Một lần nữa thay mặt cho những người làm chương trình, thay mặt cho ban tổ chức xin được kính chúc lễ kỷ niệm được thành công và tốt đẹp, kính chúc bà con nhà mình thật nhiều niềm vui sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Thank you.
cha. Gọi đò chẳng thấy đò thương, càng chờ càng đợi càng chưa chuyến đò. Thuyền ai đỗ bến bên sông mà không đợi khách cho con đò sang ngang. Gọi đò chẳng thấy đò thương. Sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được thông qua chương trình buổi lễ và buổi sáng ngày hôm nay tới toàn thể các cụ, các ông, các bà và các quý vị đại biểu về dự. Về chương trình tổ chức buổi sáng ngày hôm nay, một là ổn định tổ chức, hai là chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ đã thực hiện xong, ba là chào cờ, bốn là tuyên bố lý do, năm là giới thiệu đại biểu, sáu là diễn văn khai mạc và đánh trống khai hội, bảy là tổ chức tặng hoa của các đoàn đại biểu, tám là báo cáo kết quả xây dựng công trình, 9 là ý kiến phát biểu của đại diện nhân dân, 10 là phát biểu của đại diện lãnh đạo cấp trên, 11 là thay mặt nhân dân tiếp thu ý kiến và cảm ơn, 12 là mời các đại biểu về dân lễ và 13 mời toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý, quý khách thập phương về tại nhà văn hóa thôn Thống Nhất, cụm dân cư số 4 để dự nộp cơm chay với nhân dân trong xóm. Và buổi chiều ngày hôm nay mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, các đại biểu về tham dự các trò chơi dân gian và thưởng thức các tiết mục văn hóa văn nghệ, hát quan họ du thuyền vào buổi chiều và buổi tối tại khuôn viên trước ao của môi trường của giếng điếm được 6. Sau đây xin trân trọng kính mời
các đại biểu, các cụ công, các bà đứng lên chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, trong những ngày này toàn đảng toàn dân dân đảo đang tổ chức thực hiện nhiều hoạt động để kỷ niệm 113 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2023, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban Tôn giáo xã Thọ Xuân, sự nhất trí của cấp ủy, Ban Mặt trận dân cư số 3, số 4 cho phép nhân dân trong xóm được sáu ngoại xã Thọ Xuân tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm trùng tu ngôi điểm cổ 21 tháng 5 2013, 21 tháng 5 2023 và khánh thành công trình xây dựng giếng làng đưa vào sử dụng. Được sự quan tâm của cấp lãnh đạo, các cấp, các tập thể, cá nhân trong và ngoài xã đã về dự, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về phía xã có ông Hoàng Bá Cảnh, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã Thọ Xuân, ông bà Bùi Thị Thanh Nga, phó bí thư Đảng ủy xã, ông Lê Xuân Hưng, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch ủy ban nhân xã, ông Trần Minh Quân, đảng ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã, ông Lê Văn Khoa, đảng ủy viên, chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, ông Hoàng Văn Cử, đảng ủy viên, chỉ huy ban chỉ huy quân sự xã. Đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự với buổi lễ hôm nay còn có các ông bà là thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể, ban chỉ huy công an xã Thọ Xuân cùng toàn thể các ông các bà đại diện các ngành đoàn thể xã đã về dự đông đủ. Đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía các cụm dân cư và các ban quản lý đình làng gồm có các đại biểu như sau: ban quản lý đình làng Thọ Não, ban quản lý đình Thanh Điểm, ban quản lý đình An Thanh, nhà chùa Bảo Lâm, đền Cổ Bồng Đặc Mười, công ty HTH xây dựng ao môi trường hiện nay đang thực hiện tại cụm dân cư số 4, xã Thọ Xuân. Đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về ban di tích của các cụm dân cư gồm có các ông các bà cấp ủy, trưởng phó cụm dân cư, ban công tác mặt trận cụm dân cư số 3, ban công tác mặt trận cụm dân cư số 4, ban công tác mặt trận cụm dân cư số 5, ban công tác mặt trận cụm dân cư số 8 và các ban quản lý điếm đặc 5 cụm 3, đặc 6 cụm 3, ban quản lý điếm đặc 7 cụm 4, đặc 5 cụm 4, ban quản lý điếm đặc 7 nội cụm 8, ban quản lý điếm đặc 9 cụm 5. Đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng có đội tế đền đặc 10, đình Thanh Điểm và đội các ông các bà trong các dòng họ, cán bộ và nhân dân trong thôn Thống Nhất và các quý khách thập phương đã về dự đông đủ. Đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Duy Nâu, phó trưởng ban quản lý điếm đặc 6 ngoại lên khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ cao liên, kính thưa các đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã, các đồng chí cấp ủy, bí thư, cụm trưởng, ban công tác mặt trận, hai cụm dân cư, số 3, số 4, các ông bà đại diện ban quản lý, các đình, đền, điếm trong xã Thọ Xuân, cùng toàn thể nhân dân đã về dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày trùng tu điếm cổ và khánh thành xây dựng giếng xóm đặc 6 ngoại năm 2023. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban quản lý điếm đặc 6 ngoại xin được kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu,
khách quý cùng toàn thể đồng dân lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, để chào mừng các ngày lễ lớn nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890-2023, để tưởng nhớ duy ân các bậc tiền nhân từ xa xưa đã xây dựng ngôi điểm cổ thờ Đức Bản Thổ thần kỳ, Ngài cai quản phù hộ độ trì cho mọi người, mọi nhà được mạnh khỏe bình an. Nhìn lại lịch sử, sau hòa bình trở lại, ngôi điểm cổ đã được đưa vào lớp học cho các em học sinh và cửa hàng hợp tác xã mua bán của xã Thọ Xuân. Ngôi điểm cổ này đã trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, sự bào mòn của thời gian, ngôi điểm cổ đã xuống cấp, được các cụ và nhân dân trong xóm tu sửa năm 1986 và đến năm 2011-12 được đồng dân trong xóm trùng tu lần hai, hoàn thiện hơn, đẹp hơn để ngày mồng 1, ngày rằm hàng tháng nhân dân về thắp hương cầu nguyện cũng như cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng dân, được phép của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thọ Xuân, cấp ủy Mặt trận cụm dân cư số 3, số 4, xóm Đặc Sáu tổ chức xây dựng trùng tu ngôi điểm cổ dưới sự lãnh đạo của cấp ủy cụm dân cư với tinh thần đoàn kết nhân dân trong xóm, tổ chức trang trọng, vui vẻ, an toàn, giữ nguyên giá trị bản sắc, văn hóa phù hợp với phong tục tập quán cổ truyền, đồng thời đáp ứng nhu cầu tự do tín ngưỡng của nhân dân, đảm bảo về giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội. Thưa toàn thể quý vị đại biểu, chúng ta đang sống ở thời kỳ hiện đại, xã hội phát triển, con người ngày càng văn minh, nhu cầu về văn hóa, tâm linh cũng như văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển và không thể thiếu được trong đời sống văn hóa làng xã. Lễ hội khánh thành giếng cổ kỷ niệm 10 năm trùng tu ngôi điếm năm 2023 được tổ chức thời gian là một ngày mồng 21 tháng 5 2023, tức ngày mồng 3 tháng 4 năm Quý Mão. Lễ hội được diễn ra không lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng và sâu sắc, đặc biệt nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu thêm được phần lịch sử truyền thống và đạo lý cội nguồn, noi gương các bậc tiền nhân học giỏi, tài cao, góp phần xây dựng đất nước cho hôm nay và mãi mãi về sau. Đồng thời, lễ hội giúp cho nhân dân có thời gian thư giãn, thư thái sau những ngày lao động mệt nhọc, giúp cho mọi người gắn bó đoàn kết hơn, cùng nhau bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo những di tích cổ truyền, tôn trọng tự do tín ngưỡng, cầu cho quốc thái dân an, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng nông thôn mới, góp phần thực hiện phát triển kinh tế xã hội, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Từ những ý nghĩa ấy, tôi thay mặt ban tổ chức xin được chính thức tuyên bố khai mạc lễ hội kỷ niệm 10 năm trùng tu ngôi điếm cổ và khánh thành xây dựng giếng xóm Đặc Sáu Ngoại năm 2023 được bắt đầu. Một lần nữa, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Xin được chân thành cảm ơn. Chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Chiếu thay mặt cho các cụ cao niên trong xóm nên đánh trống khai hội. Xin trân trọng kính mời cụ ạ. Alo.
Ông Hoàng Bá Cảnh, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Thọ Xuân, bà Bùi Thị Thanh Nga, phó bí thư đảng ủy xã Thọ Xuân, ông Lê Xuân Hưng, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch ủy ban nhân xã Thọ Xuân, ông Trần Minh Quân, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã Thọ Xuân nên có lãng hoa tươi thắm chúc mừng buổi lễ, xin được trân trọng và kính giới thiệu và kính mời ông Lê Duy Nâu thay mặt cho nhân dân xóm Đặc Sáu Ngoại, ông Lê Văn Chiếu, ông Lê Văn Bách Báu thay mặt cho cấp ủy ban công tác mặt trận cụm dân cư số 4 nên nhận hoa, xin trực trân trọng giới thiệu và kính mời ạ. Ôi ông Hòa, người con của quê hương, ông Hòa không rồi. Vâng, xin mời các đồng chí thay mặt cho lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Hội đồng Nhân dân nên tặng hoa và xin trân trọng kính mời đại diện cho cấp ủy, đại diện cho các cụ công, các bà nhân dân ở xóm. Vâng. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Kính thưa các đại biểu, để xây dựng ngôi giếng nàng của xóm Đặc Sáu Ngoại trong thời gian vừa qua là sự nỗ lực của các cá nhân, tập thể, các dòng họ, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng như các những người con của quê hương đã tham gia về kinh phí, động viên về tinh thần và vật chất. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Văn Tám thay mặt cho ban kiến thiết nên báo cáo kết quả xây dựng công trình giếng nàng trong thời gian vừa qua, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ạ. Vâng, được sự phân công của ban tổ chức thì báo cáo với tất cả các đồng chí lãnh đạo xã, các đồng chí lãnh đạo của cụm dân cư số 4 và toàn thể nhân dân trong xóm, thì tôi sau đây tôi xin thông qua cái báo cáo tổng kết công tác xây dựng giếng cổ của xóm Đặc Sáu Ngoại. Kính thưa các cụ, công các bà, lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Xuân. Kính thưa các ông, các bà, lãnh đạo đại diện cho cấp ủy, chính quyền, ban mặt trận, cụm dân cư, hai cụm dân cư số 3 và số 4. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cho các ban quản lý di tích các đình, chùa, miếu trên địa bàn xã, các điếm trong thôn Thống Nhất và điếm Đặc Bảy Nội, điếm Đặc và điếm xóm Đặc Chín. Kính thưa các cụ cao niên trong xóm cùng toàn thể các ông, các bà, nhân dân trong xóm Đặc Sáu Ngoại. Kính thưa toàn thể các ông, các bà, đại diện cho tập thể, cá nhân, các đơn vị, công ty, doanh nghiệp và ngoài, trong và ngoài xã có lòng hảo tâm ủng hộ công đức bằng tiền, bằng hiện vật, chung tay chung sức cùng nhân dân trong xóm Đặc Sáu để xây dựng lại giếng của xóm Đặc Sáu. Được sự phân công của ban tổ chức về việc báo cáo tổng kết công tác xây dựng giếng xóm Đặc Sáu Ngoại, lời đầu tiên cho phép tôi xin được kính chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo xã, lãnh đạo hai cụm dân cư số 3 và số 4, các quý vị đại biểu, khách và toàn thể các cụ, các ông, các bà và nhân dân trong xóm Đặc Sáu Ngoại. Một lời chào trân trọng nhất. Chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân xóm Đặc Sáu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công, tốt đẹp. Sau đây tôi xin phép thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng giếng của xóm Đặc Sáu. Kính thưa quý vị đại biểu, từ thời xa xưa, ông cha chúng ta đã đặt chân lên mảnh đất này để lập nàng, lập nghiệp, đã đào giếng để lấy nước sinh hoạt hàng ngày. Giếng nước gắn liền với cuộc sống của người dân trong xóm qua bao thế hệ vẫn còn nguyên giá trị. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, trước kia đất nước ta còn nghèo nàn lạc hậu,
cuộc sống của nhân dân còn khó khăn vẫn phải lấy nước từ giếng đào về sử dụng hàng ngày. Đến nay nhờ có sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đất nước được hòa bình, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, trong đó có nhân dân của xóm Đặc Sóng Ngoại, xã Thọ Xuân. Hiện nay, xóm Đặc Sóng Ngoại có hai công trình gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh của xóm. Đó là điếm cổ thờ quan thần linh bản thổ của xóm và giếng cổ của xóm được các cụ để lại từ thời trước. Hai công trình này nay là nơi để hội tụ các cụ và các gia đình cùng toàn thể nhân dân trong xóm ngày tuần về thắp hương thần linh bản thổ, cầu cho mọi nhà, mọi người được bình an, mạnh khỏe, đáp ứng về tự do tín ngưỡng, đi vào đời sống văn hóa tâm linh, đời sống tinh thần của nhân dân trong xóm Đặc Sáu. Điếm cổ và giếng cổ của xóm đã có từ lâu đời, qua nhiều năm, nhân dân trong xóm đã sửa chữa nâng cấp trong quá trình sử dụng. Đến nay do nền móng của giếng không đảm bảo đã bị nứt vỡ để đáp ứng với nhu cầu hưởng thụ và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong xóm Đặc Sóng Ngoại. Chúng ta phải bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tâm linh, giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã nói chung và cụm dân cư số 3, số 4 nói riêng. Nhận thấy sự cần thiết phải trùng tu xây dựng lại giếng, do vậy ban quản lý điếm và ban kiến thiết xóm Đặc Sáu đã xin ý kiến cấp ủy cụm dân cư và được các cụ, các ông, các bà lãnh đạo cấp ủy nhất trí, đồng thời đưa ra nhân dân họp bàn để xây dựng lại giếng được sử dụng, được sự ủng hộ nhất trí cao của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Với những thuận lợi và khó khăn, được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy cụm dân cư và sự đoàn kết của toàn thể nhân dân, các tấm lòng hảo tâm gia tâm công đức và ủng hộ, mọi người mọi nhà đều có tinh thần tự giác tham gia ủng hộ, đóng góp xã hội hóa, chung sức chung tay để xây dựng lại giếng của xóm nay được đẹp hơn, khang trang hơn, mang lại giá trị tốt đẹp hơn và để lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Đến nay công trình đã hoàn thành, được các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân trong xóm Đặc Sáu rất phấn khởi. Xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng của xã, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân của xã và các đồng chí lãnh đạo của cụm dân cư số 4 cùng toàn thể quý vị đại biểu và nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến báo cáo của ông Hoàng Văn Tám thay mặt cho ban kiến thiết của xóm đã báo cáo kết quả sơ bộ công trình xây dựng vừa qua. Kính thưa các quý vị đại biểu, tuy rằng công trình xây dựng thì số kinh phí không lớn, số thời gian thì cũng ít, nhưng qua quá trình tổ chức thực hiện đã được sự nỗ lực của toàn nhân dân trong và ngoài cụm dân cư. Với cơ chế thị trường trong những giai đoạn hiện nay mà với nỗ lực thời gian ngắn và số kinh phí thì cũng là tương đối với người nông dân, để ghi nhận và cảm nhận đối với việc thực hiện xây dựng công trình giếng cũng như công trình văn hóa tâm linh của xóm Đặc Sáu Ngoại, cụm dân cư số 4. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Tiến, đại diện cho người dân nên phát biểu cảm tưởng trước buổi lễ. Xin được trân trọng kính mời. Các vị lãnh đạo của chính quyền cơ sở cụm dân cư khu số 4, số 3. Kính thưa các vị trong ban quản lý đình, chùa, điếm, đền, miếu thuộc phạm vi nhân dân, thuộc phạm vi địa bàn xã Thọ Xuân. Kính thưa các vị quan khách gần xa hôm nay đã về dự với buổi khánh thành kỷ niệm 10 năm điếm cổ Đặc Sáu và khánh thành xây địa giếng mới trên phạm vi nền giếng cũ đã có từ xa xưa. Sự có mặt của các vị lãnh đạo chính quyền xã Thọ Xuân cũng như chính quyền của cơ sở cụm dân cư số 4, số 3
tôi xin thay mặt nhân dân xã, nhân dân xóm Đặc Sóng Ngoại xin gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất, xin chân thành cảm ơn. Có buổi hôm nay thay mặt nhân dân xóm Đặc Sóng Ngoại, tôi xin phát biểu đôi lời. Thứ nhất, trước hết có thành công hôm nay là có sự đoàn kết cao của toàn nhân dân xóm Đặc Sóng Ngoại. Sự đoàn kết chưa đủ, còn có sự gắn kết của các tầng lớp, thế hệ, các lứa tuổi. Chúng tôi ghi nhận những đóng góp to lớn dưới sự lãnh đạo của chính quyền cơ sở, cụm 3 và các thành viên lãnh đạo của cụm dân cư số 4 và ban lãnh đạo cụm dân cư số 3. Để đạt được những thành công như hôm nay, xóm chúng tôi là sự ghi nhận đóng góp của các cụ cao niên trong xóm và sự đoàn kết nhất trí đồng lòng cao của toàn dân các lứa tuổi, có sự gắn kết với sự lãnh đạo trực tiếp của ông cụm trưởng cụm dân cư số 4. Chúng tôi rất ghi nhận những điều chúng tôi cần của dân chúng tôi là được bàn, được làm, được hưởng thụ. Về việc này, chúng tôi rất phấn khởi được các cụ cao niên trong xóm có những tâm huyết rất là cao và các tầng lớp kế cận đóng góp công sức, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các con em ở địa phương cũng như con em ở xa quê hương đều có sự đóng góp và nhân dân xóm chúng tôi vô cùng ghi nhận. Với cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các ban lãnh đạo của chính quyền xã cũng như chính quyền cơ sở cùng đồng dân, quan khách gần xa. Xin lời kính chúc các vị sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến phát biểu tâm tư nguyện vọng của ông Lê Văn Tiến thay mặt cho nhân dân ở xóm Đặc Sóng Ngoại, thôn Thống Nhất đã có một số ý kiến phát biểu. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị khách quý, để tổ chức thực hiện mọi phong trào chung và xã Thọ Xuân nói chung và trong các cụm dân cư nói riêng, trong sự gắn kết, tình đoàn kết để tổ chức thực hiện mọi công việc xây dựng nông thôn mới, đó là sự quan tâm của các đồng chí thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể. Đây là thể hiện chung sức đồng lòng trong phong trào xây dựng những ngày vừa qua đối với nhân dân ở xóm Đặc Sóng Ngoại đã được luôn được sự quan tâm của các đồng chí. Và về dự buổi lễ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã lên phát biểu động viên. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Cao niên trong Đảng, kính thưa ông Hoàng Bá Cảnh, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã, kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cán bộ và nhân dân xóm Đặc Sóng Ngoại, cụm dân cư số 3, cụm dân cư số 4, xã Thọ Xuân, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, quý khách thập phương. Hôm nay, nhân lễ kỷ niệm 10 năm trùng tu tôn tạo điếm Đặc Sóng Ngoại và xây dựng giếng cổ xóm Đặc Sóng Ngoại, cho phép tôi thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Thọ Xuân xin được một lần nữa chúc mừng toàn thể cán bộ và nhân dân xóm Đặc Sóng Ngoại đã chung sức đồng lòng cùng nhau đoàn kết tôn tạo, tu bổ, trùng tu, nâng cấp ngôi điếm cổ Đặc Sóng Ngoại. Ngày hôm nay cho phép tôi xin được đại diện cho các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân kính chúc các cụ, các ông, các bà, đồng dân trong làng cùng quý khách thập phương lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, có thể nói cây đa, giếng nước, sân đình luôn được đi vào lịch sử văn hóa và truyền thống tâm linh của người Việt cổ. Trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử, như các cụ công các bà đã được nghe các ý kiến phát biểu, thì qua rất là nhiều thời gian, có những giai đoạn thì điếm cũng bị xuống cấp, nhưng được sự đồng lòng gia tâm, công đức, tiền của vật chất
ngày công và dân làng luôn chung tay góp sức thì điếm cổ, xóm đặc xóm ngoại luôn được trùng tu, tôn tạo và giữ gìn. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh cũng như là nơi để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nằm trong chủ trương chính sách của Đảng, trong chủ trương nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã theo chủ trương xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi được về dự với lễ kỷ niệm 10 năm trùng tu tôn tạo điếm đặc sáu cổ và được nghe báo cáo của các cụ công các bà. Một lần nữa không biết nói gì hơn, cho phép tôi xin được thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Thọ Xuân xin được chúc mừng cán bộ và nhân dân xóm đặc sáu ngoại. Cho phép tôi kính chúc các cụ công các bà đại biểu khách quý đã về dự với lễ kỷ niệm ngày hôm nay cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Để ghi nhận tình cảm và để thể hiện sự đoàn kết giữa cấp xã và cấp thôn cũng như là trong quá trình tổ chức thực hiện gắn kết tình cán bộ và nhân dân, sau đây xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ngành đoàn thể nên chụp ảnh lưu niệm với cấp ủy, chi bộ 3, chi bộ 4 cũng như các ông các bà thay mặt cho ban kiến thiết. Xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Bá Cảnh, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã. Trân trọng kính mời bà Bùi Thị Thanh Nga, phó bí thư Đảng ủy xã. Ông Trần Minh Quân, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Ông Lê Xuân Hưng, chủ tịch Ủy ban xã. Ông Hoàng Văn Cử, Đảng ủy viên phụ trách cụm dân cư. Ông Lê Văn Khoa, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã. Ông Đào Quang Ánh, hội trưởng Hội nông dân xã Thọ Xuân. Bà Trần Thị Luân, chủ tịch Hội phụ nữ xã Thọ Xuân. Xin trân trọng kính mời cấp ủy cụm dân cư số 3, ông Trần Văn Chiến, bí thư chi bộ, bà Lê Thị Huệ, phó bí thư chi bộ, bà Trần Thị Bảo Hiền, cấp ủy viên. Trân trọng kính mời cấp ủy cụm dân cư số 4, ông Lê Văn Bách Báu, bí thư chi bộ. Trân trọng kính mời ban kiến thiết cụ Lê Văn Chiếu, ông Lê Duy Nâu, ông Hoàng Văn Tám. Trân trọng kính mời các ông các bà.